Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình. Hôm nay nhận con Ribet rồi nha. Hôm nay thay màn này, hai con luôn nha. Một con Ribet Rim nữa. Ribet Rim cũng thay màn luôn. Mấy con này cũng cố rồi nhưng mà khách con còn rất là yêu mến nha. Này bé thì mắt hiển thị luôn. Mà này màn cũng đã thay rồi. Tháo ra. Bé xin sập ra cái viền keo này. Thay màn mới vào nha anh em. Thì bên mình là chuyên sửa chữa thay màn hình ép kính full dàn máy nha. Anh em có nhu cầu thay thế thì cứ alo. Thay pin tất cả cái dòng luôn. Ok. Ok nha, màn mới nha anh em. Màn AMOLED loại A. Con này giờ mình sẽ dán cường lực và thay luôn nha. Sau khi dán cường lực rất đẹp ha, lột keo. Giờ mình sẽ tiến hành lắp màn. Màn này đúng là màn xanh anh em, nhưng mà không có thì khách vẫn du di nha. Màn vàng thì khách vẫn ok. Sẽ reset lại máy. Ok. Tiến hành quán su luôn anh em. Thời gian khô thì tầm 2 tiếng nha, này 2 tiếng này mà xài ok rồi nha. Xài sớm quá thì nó chưa có cứng dây. Đó, ok nha. Thì xong một màn nha. Anh em có nhu cầu thay thế thì hú mình nha. Rất là đẹp ha. Và tiếp theo là một cái màn Ribet Rim. Ribet Rim cũng bế màn nha, mắt hiển thị nha anh em. Tiến hành là thay màn mới luôn. Clip này thay hai màn luôn anh em. Màn hai khách. Chung mấy màn này thì thay thế liên tục rồi anh. Ok nha, màn mới mình đã dán cường lực và lột những cái siêu dán màn. Và bây giờ tiến hành vô keo. Anh em có nhu cầu sửa chữa gì thì hú ha. Đi đều keo nha anh em. Ok. Màn mới đã dán kính cường lực xong hết nha anh em. Chỉ việc vô thôi. Thì nét nha, đẹp. Ok.
Rồi, ok. Ok nha anh em.